Này thiện hiện, bản tánh của bố thí ba la mật đa không buộc không mở, bản tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không buộc không mở, bản tánh của bố thí ba la mật đa không buộc không mở, thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa, bản tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không buộc không mở, thì chẳng phải là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của bốn tịnh lự không buộc không mở, bản tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng không buộc không mở, bản tánh của bốn tịnh lự không buộc không mở, thì chẳng phải là bốn tịnh lự, bản tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc không buộc không mở, thì chẳng phải là bốn vô lượng bốn định vô sắc. Vì sao? Vì bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của bốn niệm trụ không buộc không mở, bản tánh của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng không buộc không mở, bản tánh của bốn niệm trụ không buộc không mở, thì chẳng phải là bốn niệm trụ, bản tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không buộc không mở, thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của pháp môn giải thoát không không buộc không mở, bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không buộc không mở, bản tánh của pháp môn giải thoát không không buộc không mở, thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không, bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không buộc không mở, thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của pháp không nội không buộc không mở, bản tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng không buộc không mở. Bản tánh của pháp không nội không buộc không mở, thì chẳng phải là pháp không nội, bản tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không buộc không mở, thì chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh.